Mẹ em bị xơ gan cổ trướng, em có thể dùng 4 loại cà gai leo, an xoa, bán chi liên, bạch hoa xà, thiệt thảo kết hợp để nấu uống thay nước hàng ngày có được hay không ạ? Chào bạn, mẹ bạn bị xơ gan cổ trướng thì bạn kết hợp các vị thuốc như là cà gai leo, an xoa, bán chi liên, bạch hoa xà, sắc uống cho bà thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Vì đây đều là những vị thuốc có tác dụng là tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan rất là tốt. Liều dùng kết hợp như sau: cà an xoa 25g, cà gai leo 25g, bạch hoa xà 20g, bán chi liên 10g. Tất cả các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít nước, đun cạn còn khoảng 500ml nước và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.